Thời chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hpforshop.com. Năm nay thì mình mới nhận được một cái cuốn sách từ chị Thủy Uyên. Giờ bỏ ra coi thử coi là sao. Tại vì nghe có vẻ là nhiều feedback cũng xấu thì không nói là xấu, nhưng mà thôi kệ, cứ phải coi tận mắt thì mới biết được. Bóc bằng một tay. Mày có biết cái cảm giác mà cứ mỗi lần làm xong cái gì á, cái quay đi quay lại thì cái phần mềm mà mình đang học á, cái nó nâng cấp lên một cái bản mới hoàn toàn rồi, thì tự nhiên cái bản mà mình đang học cái thành một cái bản cực kỳ cũ. Thì này cũng y chang vậy á. Cái hồi mà bà làm cái cuốn sách lúc đầu của bà thì nó đang là, mình có thể nói là top một trong những cái cuốn sách mà mới nhất. Thì chia giờ nó lên cái bản CC 2015.5, thì coi như bản này cũng tạm gọi là bản cũ rồi. Nói đùa vậy thôi, chứ thực ra là cái cuốn sách khởi đầu đam mê của Photoshop CC 2015 này vẫn tính là một trong những cái cuốn sách mà nói về Photoshop bản mới nhất bây giờ rồi. Ok, mình coi thử coi sao. Có vẻ như là đa phần là trắng đen, còn lại nếu nói về màu thì không biết, mình còn tìm đây, có một số trang là cũng màu, một số trang là trang màu, tuy nhiên là đa phần còn lại là trắng đen. Bà Uyên, bà có nói mình là với những cái hình mà trắng đen á, thì bà có cập nhật luôn cả cái hình mà màu á ở trong cái link này luôn, ở ngay phía đầu trang sách này nè. Đó, thì các bạn có thể tải những cái hình có màu ở trên này về. Nói sơ qua nha, số trang á, thì nó cũng tương đối, không gọi là dày, nó cũng gọi là khá ổn thôi. Đây là 100, khoảng cỡ 180 trang. Thì cái trang này, cái cuốn sách này mình có thể nói là nó là phiên bản nhỏ của cái thằng này. Nhỏ thật ra là mình nói đúng nghĩa đen về kích thước luôn á. Ví dụ như là cái đặc biệt cái muốn nói nhiều nhất là về cái phông chữ. Các bạn có thể nói ở đây là cái size cuốn sách mà mình đang cầm á, là cuốn sách size A4, khoảng cỡ 21x27, thì thằng quỷ này nó chỉ cỡ A5 thôi, tức là nó gọi như là nó bé gấp đôi. Cho nên là không hiểu vấn đề về hợp đồng hay là thế nào đấy, mà cái lúc mà xuất ra thì bên này ta không có chỉnh lại, cho nên là chữ thì nó vẫn bé bé như vậy, gọi là chữ nó cũng bé gấp đôi. Nhưng mà thấy nhiều bạn nói là chữ này không đọc được, nhưng mà đối với mình thì mình cảm thấy vẫn là bình thường, không có vấn đề gì cả. Và quay lại về cái nội dung, thì ở cái nội dung như mình đã nói cái từ đầu á, thì cái này là Photoshop phiên bản gọi là mới nhất rồi, cho nên là trong cái vấn đề là một cuốn sách á, thì đa phần chúng ta cần nó cái chuyện là nó liệt kê nhiều cái chức năng mới cho chúng ta, thì trong cuốn sách này ok làm được cái điều đó, cho nên là cái cuốn sách rất có cái giá trị để chúng ta tham khảo ha. Tại vì lý thuyết thì nó nhiều mà không phải lúc nào ta cũng nhớ hết được, nên là cũng có phải tham khảo lại. Thì đây bà cũng có một số cái bài tập này nọ cho chúng ta, nó khá là hay. Stock này nọ thì stock thực hành thì cũng có trong cái link này luôn rồi đó, cho nên các bạn có thể tải trên cái link này xuống. Rồi, cái bìa, nhìn cái bìa giống như kiểu là sách dạy xếp hình, ý là xếp hình origami, không phải xếp hình mà các bạn đang nghĩ. Thực ra mình cũng nghĩ vậy. Ok, thì để đặt mua cuốn sách này thì khá đơn giản thôi. Các bạn có thể ra những cái tiệm sách thì cũng có bán, tất nhiên là cũng hạn chế thôi. Còn nếu các bạn muốn mua thì các bạn có thể đặt hàng ngay trên website của bạn chị Thủy Uyên, là uyên.vn thì phải, uyên.vn. Các bạn đã, nói chung là lên uyên.vn thì các bạn sẽ thấy cái chỗ để chúng ta đặt mua. Cái giá này thì hình như là 150.000, 150.000, các bạn có thể đặt ở đây thì bà sẽ giao hàng cho các bạn. Ký tay rất là có tâm ha, chịu khó ký. Ngay đâu là bà xuất bản ra chừng 300 cuốn rồi. Mình không nghĩ là 300 cuốn là cuốn nào bà cũng ngồi bà ký kiểu này. Thì đối ạ, nói chung là rất là có tâm, có thể nhận được cái hỗ trợ khác nữa. Tất nhiên là ngoài cái chuyện là chữ nhỏ thì cuốn sách này không có gì để chê cả. Ví dụ như là về hình ảnh trắng đen thì mình cũng có đề cập rồi, có đính kèm theo hình ảnh màu để cho các bạn tham khảo rồi. Tuy nhiên một số cái bức ảnh
quan trọng á, thì cũng có màu sẵn, chúng ta không cần phải đây, ví dụ như thế này chẳng hạn, hết cũng có màu sẵn rồi. Tất nhiên là này là thiểu số thôi, còn lại thì tốt nhất là chúng ta cứ tải trên cái link mà chúng ta đính kèm về. Rồi ok, thì đó là cái giá ở đây, giá đây nên biết đây luôn, 150.000. rồi, đó là review ngắn gọn cơ bản về cái cuốn sách Khởi đầu đam mê cùng Photoshop CC 2015, cuốn sách mới về phiên bản Photoshop mới, rất đáng để tham khảo. Và những cuốn sách như thế này rất đáng để các bạn tham khảo về cái chức năng cũng như là cái lý thuyết, thì nó khá là hay. Và nếu như các bạn sử dụng để phối hợp với lại cái khóa học Photoshop thực hành cơ bản của mình thì các bạn có thể đặt trên trang chủ hpphotoshop.com, thì các bạn phối hợp cả hai cái luôn thì nó càng tốt. Tức là tranh thủ PR cho mình thôi. Ok, rồi cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn vào trong cái tút sau. Bye bye.